dạy nha, nhớ không? Không phải dạy nhớ nghe không? Ừ, nói rồi nói chứ đừng có tè vô mình không quại như hồi bữa nữa nghe không? Ừ, nghe không? Hồi bữa chơi cái vô mình thẳng vô mình không quại luôn à, thấy không? Sao nói đi, cười lên nha. À, bú no ngủ không? Không phải dạy bú no ngủ, còn mấy nằm chơi nghe chưa? Chừng nào buồn ngủ kêu hoài nghe không? Quay muốn làm kỷ niệm. Nó nhìn máy quay chụp hình rồi. Nói chị tí đi ngoài. Nhìn này. Bú no ngủ nghe không? Nè, nghe chưa? Cú no ngủ biết là bạn nhìn những điện thoại không? Bởi vậy có coi nữa phải không? Cú luôn chào ai ai nói gì nói nữa chào cú no ngủ còn mấy nằm chơi chừng nào buồn ngủ kêu ông hoại biết không hả à, 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 nói không hả thấy không ờ cao ai ai ghẹo con hả à, à. Cái gì vậy? Sao? Ông ngoại dạy nhớ không? Hả? La dữ vậy? Hả? Làm cái gì vậy? Làm gì mà la dữ vậy? Hả? La giỡn? Hả?